Nữa là sự trích dịch kết tập những phần tinh hoa rất cô đọng về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như bài học vô cùng giá trị. Không ngoài ý riêng, nội dung của quyển ngữ lục này cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần lý luận đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thánh Thành. Hòa Thượng vốn rất chú trọng đến nhân cách đạo lý, nhất là việc tu sửa mình và giác tỉnh nhân tâm. Vì vậy trong suốt quá trình hành đạo, Hòa Thượng luôn nhắc nhở và chỉ dẫn nhiều bí quyết tu hành cho tất cả chúng ta. Những người chưa hoặc đã và đang phát tâm muốn học hỏi để trở thành một phần tử thiện hảo, ngõ hầu sống một cuộc đời an vui tự tại hơn. Căn tánh của chúng sanh vốn bất đồng, không ai giống ai, cho nên Hòa Thượng thường đánh thức những người có tâm hồn mê muội bằng câu nói như: ba thứ độc tham sân si so với bạch phiến rượu say, hoặc với các chất độc, độc dược cực độc, còn nguy hại hơn gấp bội. Vì những thứ thuốc nghiền, rượu say hay độc dược là những độc tố hữu tình, chỉ có hại cho thân thể con người. Nhưng tham sân si thì sẽ hại cho pháp thân huệ mạng của chúng ta. Bởi thế chúng mới chính là thứ tối chướng ngại của sự tu hành. Ngoài ra Ngài cũng thường khuyên nhắc mọi người nên biết cách đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày, như học Phật thì chúng ta cần phải học lòng từ bi đạo đức và biết tha thứ cho kẻ khác, chứ mình không nên có tâm so sánh, hơn thua, và chẳng nên cùng người tranh chấp cãi vã. Mặc dù Hòa Thượng nói những lời ngắn gọn thẳng thắn, lắm lúc như quá khắt khe, nhưng đó lại bao hàm nghĩa cử của một người cha, lúc nào cũng quan tâm và muốn cho đàn con dạy tự biết sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, cũng như biết nhận thức đâu là chân lý để có thể tiến bước vững vàng trên con đường giải thoát. Quyển ngữ lục này ví như kim chỉ nam hướng đường dẫn lối, nên sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho những ai thật lòng muốn tiến tu và chịu thực hành theo. Đây cũng như Hòa Thượng đã từng nhấn mạnh rằng, sư phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mọi người. Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Đó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày tự soi gương thấy bóng dáng quý vị, nhưng nào phải là quý vị? Nếu quý vị muốn biết bản lai diện mục chân tâm, thì phải hồi quang phản chiếu, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ kiềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy. Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dày hơn đất, sâu hơn biển, như thùng không đáy, bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng đầy. Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng. Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có? Hãy tìm ở Kinh Hoa Nghiêm. Có câu rằng, không đọc Kinh Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển, tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật thuyết. Nếu dùng ba độc tham sân si để xử lý mọi việc, thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề, thì trời đất trong sáng,
phát sanh kiết tượng. Cho nên nói, nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn. Chỗ nào nhiều người thiện, chỗ ấy thường an vui. Tóm lại, tai nạn hay kiết tường đều do nơi người mà ra cả. Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi cửa miệng, nói mà không tu, không thực hành. Mọi sự việc đều là Phật pháp, không thể chấp trước và không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự vạn vật, chuyện gì xảy ra cũng chính như là thuyết pháp, hiển bày chân lý, giảng kinh cho chúng ta nghe. Mọi người chúng ta cũng nên đem bộ kinh của đời mình ra đọc cho kỹ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân quả. Vì vậy cuộc đời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất. Nếu quý vị cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài, thì quý vị vẫn còn khổ. Nếu quý vị đã hết khổ, thì quý vị nhìn ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, quý vị cũng thấy họ giống như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt như thế, mà quý vị vẫn làm không xong. Con người ta không phải là sống để mà ăn. Sống, ta phải lập công với đời, có đức với người và làm lợi cho thiên hạ. Mình phải từ bi thay trời dạy dỗ, trung hiếu vì nước cứu dân. Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tiến bộ. Phiền não tức bồ đề, nghĩa là ngay lúc phiền não mà mình chẳng sanh phiền não, và mình có thể nhận biết được nó, thì ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải rằng vứt bỏ phiền não đó đi rồi, sao mới tìm một cái bồ đề nào khác. Bệnh ái tử, bệnh ếch, là một loại bệnh gây diệt chủng, làm cho mất nước. Tôi hy vọng người Trung Hoa vì không muốn mất nước nên chớ học theo thứ hành vi gây bệnh này của người Tây Phương. Người học Phật pháp cần phải tiết dục, giữ lòng trong sạch, ít ham muốn, chớ nên có nhiều dục vọng. Đó là điều quan trọng, vì nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe. Quý vị ngày nay được quy y Tam Bảo và hợp mặt lại với nhau như vậy, ấy là quý vị đã trồng nhiều căn lành trong quá khứ. Vì thế đại chúng nên phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng, không nên làm loài sâu bọ trong Phật giáo, không nên làm kẻ hư đốn bại hoại. Hễ quý vị thấy ai hủy bán Phật giáo, chớ cùng họ tranh biện. Quý vị hãy tu hành với hành động thực tế, và dùng sự tu hành để chứng minh lời Phật dạy. Đừng nên dùng lời nói ngoài miệng, khẩu đầu thiền, để làm họ tin mình, mà cần phải chân thật tu hành. Chiến tranh ở trên thế giới đều do những chiến tranh nho nhỏ phát khởi trong tâm mình. Cổ nhân nói thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách. Sự thạnh suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm. Chẳng nên nghĩ rằng đó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nếu mỗi người ai cũng chẳng có chiến tranh, thì thế chiến cũng sẽ chấm dứt. Đừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài, lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại soi lòng mình, quán chiếu xem mình là súc vật, là quỷ hay là gì. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc cho chúng sanh làm chủ, lấy sự không ngăn trở người khác làm tông chỉ. Đạo đức cũng có nghĩa là trong lòng mình tràn ngập lòng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Vì sao mình không tương ứng với đạo? Vì tâm cuồng chưa ngừng. Tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng. Việc tốt là do tâm khởi đầu,
việc xấu cũng từ tâm khởi điểm. Ba thứ độc tham sân si so với bạch phiến rượu mạnh hay với các chất độc dược cực độc còn nguy hại hơn gấp bội. Vì thuốc nghiền, rượu say hay độc dược là những độc tố hữu tình chỉ có hại cho thân thể của con người, nhưng tham sân si thì sẽ hại cho pháp thân huệ mạng của chúng ta. Bởi vậy chúng mới chính là thứ tối chướng ngại của sự tu hành. Tu hành Phật Pháp tức là đừng làm việc ác, làm toàn việc thiện. Nhìn xuyên thủng thì mình rõ ràng, hãy buông bỏ thì mình giải thoát. Giải thoát là tự tại. Khi tự mình không tại, không ở đây thì sẽ bị giặc xâm phạm và bị cảnh giới chuyển lây. Người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì có thể tu hành. Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Đó là điều tôi dám quả quyết. Sự khoái lạc chân chính thì chẳng có gì mong cầu. Khi tới chỗ không còn mong cầu thì ta sẽ chẳng có lo âu. Khi quý vị chẳng mong cầu điều gì thì đó mới là sự vui sướng chân chính, cũng là sự bình an yên ổn thật sự của tự tánh. Cái tật xấu lớn nhất của chúng sanh là lòng si ái, yêu đương si mê. Ngày đêm ở trong vòng si ái mà chẳng buông bỏ một giây phút nào. Nếu mình có thể đem lòng háo sắc biến thành lòng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học Phật, thì mình có thể thành Phật rất mau. Hãy xem sự thông minh trí huệ nhỏ bé để qua một bên. Đừng nên nghĩ rằng chuyện gì mình cũng biết, cũng hiểu. Nếu quý vị nghĩ rằng việc gì mình cũng biết thì quý vị không phải là người chân chánh hiểu Phật Pháp. Ở vạn Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót, nói những lời vua nịnh, vuốt về kẻ khác. Trong chùa nơi đạo tràng, việc xấu xa nhất là ta chẳng chịu tu hành. Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa lạc. Tu hành tức là cần phải dưỡng chuyết. Chuyết nghĩa là khù khờ. Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng một vọng tưởng cũng chẳng còn. Người tu hành đừng nói có cái ta, hãy vứt cái ngã vô thùng rác. Đến đâu cũng vì việc công mà phụng vụ. Phải biết hòa quen, đồng hòa với mọi người, dùng sự nhượng bộ làm bước tiến. Việc gì cũng giữ gìn, chẳng đua đòi tranh giành chơi nổi. Một khi muốn nổi bật thì quý vị sẽ gặp rắc rối ngay. Nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm thì thà đừng ăn. Trách nhiệm của người tu là hoằn pháp chứ không phải đi xã giao. Đây là ý nói về chuyện người xuất gia hay đi ra tiệm ăn uống để tiếp đãi, hoặc bàn bạc chuyện đời, chuyện danh lợi, chuyện riêng tư. Có người cư ngụ tại vạn Phật Thánh Thành nhưng chờ sư phụ tới mới chịu đi nghe giảng. Còn bình thường thì chẳng chịu tham gia hai thời công phu sáng chiều, cũng không tùy hỷ tới nghe giảng kinh. Đó là thật ích kỷ. Họ chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho. Đi ngược lại với tinh thần căn bản của chùa Vạn Phật. Đại chúng là một thể, quý vị không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm xỉa gì tới đoàn thể đại chúng. Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là lòng ích kỷ. Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự chẳng thành, dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng. Người dụng công tu đạo
thì một tích tắc cũng không thể khởi vọng tưởng rằng đại sự chưa xong, khổ như có tan. Việc sanh tử đại sự chưa giải quyết xong thì cũng bi ai đau khổ, hệt như người con khóc cha mẹ mới chết vậy. Phật pháp sâu rộng như biển lớn, phải dũng mãnh tinh tấn siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được. Người tu đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái nhìn đúng đắn, chánh tri chánh kiến, không nên điên đảo thị phi. Trắng đen phải phân cho rõ, chẳng thể lầm mắt cá là hạt ngọc, chẳng thể trà trộn vào làm có lệ. Nếu làm vậy thì quý vị sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn lệch lạc, tà tri tà kiến, vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng. Vọng tưởng suy nghĩ vẩn vơ, nếu quý vị biết chắc chuyện đó chẳng thể làm được thì sao cứ cố ý nghĩ đến nó hoài? Nếu biết là vọng tưởng thì sao quý vị không dẹp nó qua một bên? Đây là thói quen xấu của nhiều người, biết sai mà cứ cố ý làm. Nói trắng ra thì đó là quý vị không nhìn thủng, chẳng buông bỏ, chấp trước. Quý vị không chấp trước bên này thì cũng chấp trước bên nọ, không dính món này lại dính món khác, không chấp đàn ông thì cũng chấp trước đàn bà. Hay là quý vị lãng phí hết thời gian quý báu. Lòng từ bi bắt nguồn nơi tự tánh, nó chẳng cần bất kỳ sự tạo tác gì mới có. Mình không cần phải đi nịnh hót mới có lòng từ bi. Nịnh hót là việc giả dối. Người ta từ từ trưởng thành, thế nào họ cũng sẽ hiểu đạo lý này. Khi ấy tâm họ sẽ tự nhiên phát sinh lòng từ bi và không cần phải cố ý làm bất kỳ việc gì. Cố ý ra vẻ từ bi thì quý vị sẽ rơi vào chỗ yếu mềm, nịnh bợ. Cố ý làm la vẻ không từ bi thì quý vị sẽ trở thành rất lạnh lùng, xa cách. Làm quá mức thái quá thì cũng chẳng khác làm chưa đủ, không vừa bất cập. Chuyện gì cũng phải giữ trung đạo, cũng tức là vô tâm vô niệm. Học Phật là không nên ham muốn những việc cao xa viển vông, mà chỉ cần nhận thức ra đạo lý trong cách sinh hoạt hàng ngày. Tâm bình thường là đạo, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Cầu viển vông ắt là thiển cận, cầu cao xa ắt là tự hạ mình. Tức là hằng ngày trong mọi hành động nên thường tự rèn luyện mình, chớ giống như những kẻ phàm thường. Nếu được vậy tức là một Phật tử thuần thành. Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả, chớ tùy tiện hủy báng chửi rủa người khác. Một khi niệm chẳng sanh, quỷ gì cũng chẳng có. Tới lúc chẳng còn thứ gì, hết tham sân si vọng tưởng phiền não, thì lúc ấy cái gì cũng có, Phật Bồ Tát đều tới. Vì sao? Vì rằng quý vị chẳng có gì cả nên Phật mới tới. Nếu quý vị hãy còn một thứ gì phiền não chấp trước thì Phật chẳng đến. Lúc tới cảnh giới không thì quý vị phải tận hết tánh phiền não chấp trước của mình, của người, của vật, cũng tới tận cùng lý tánh của trời đất. Chư Phật chính là quý vị, mà quý vị cũng là chư Phật. Khi bốn tướng chấp trước đều hết thì còn gì để phiền não? Nếu quý vị hiểu giác ngộ thì chuyện gì cũng là ý của tổ sư. Nếu quý vị không hiểu thì chuyện gì cũng nổi nóng được. Một niệm lành, trời đất kiết tường; một niệm ác, trời đất cuồng phong bão táp. Do đó nước nào dân chúng lương thiện, biết giữ ngũ giới, tu thập thiện,
thì nước ấy chẳng có việc gì hung hiểm. Nếu có người chân chính tu hành thì Phật giáo mới hưng thịnh. Nếu chẳng có ai tu hành chân chánh thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt. Lúc tu hành quý vị đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có lòng sợ hãi thì quý vị chẳng thể tu hành đạt. Người tu đạo phải trái ngược với kẻ thế tục, vì người đời thì cầu ngũ dục tiền tài, sắc dục danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, mà chẳng thế nào buông bỏ chúng được. Nếu quý vị có thể nhẫn dục, nhẫn nhịn, không khởi lòng ham muốn, đó tức là trì giới. Chẳng thể nhẫn dục thì chẳng phải là trì giới. Trong sinh hoạt của tùng lâm thì giữ quy củ là việc trước tiên. Lên chánh điện theo công khóa, lễ lại, cúng ngọ là việc nhất định phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả việc khác. Quý vị phải tùy chúng, làm theo mọi người, không được biệt chúng, làm khác hẳn đại chúng. Nếu không thì quý vị không được ở chung với đại chúng. Nếu quý vị tu hành mà không hiểu đạo thì một mặt tu, một mặt tiêu, mất công đức. Ví như nói quý vị đừng nổi lòng tham dục, quý vị lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ đến cái ái, cái dục, toàn là cái ý nghĩ không thanh tịnh này. Như vậy, nước trí huệ trong tâm của quý vị sẽ vẫn đục. Quý vị sẽ chẳng còn trí huệ nào nữa, vì bị sự ô trược khuấy lên rồi. Do vì quý vị chẳng hiểu đạo, nên cứ tu tới tu lui mà chẳng chứng quả, chẳng thấy đạo. Đó là vì sao? Bởi vì quý vị có lòng ái dục. Nếu không có lòng ái dục thì quý vị sẽ thấy đạo rất mau. Nếu quý vị không dụng công, không tu hành, thì quý vị cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày mới hay là đá ngày càng mòn nhỏ lại. Vô minh là một cái phòng tối đen. Nếu có trí tuệ thì phòng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này hai chữ tài và sắc đã hại không biết bao nhiêu người tu đạo. Nếu người tu không buông bỏ được tiền tài thì sẽ sanh lòng tham tiền tài của cải. Không buông bỏ được sắc đẹp thì sẽ ham sắc. Các vị tham tài háo sắc thì tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu đạo nghiệp được. Nếu tin đầy đủ, quý vị chẳng cảm thấy lạnh. Nếu khí đầy đủ, quý vị chẳng thấy đói. Nếu thần đầy đủ, quý vị chẳng buồn ngủ. Tinh khí thần theo đạo giáo là tam bảo, tương tự như Phật Pháp Tăng vậy. Tu đạo là sai một ly đi một dặm, cho nên không được bê bối tùy tiện mảy may nào. Nếu quý vị khởi vọng tưởng, không tu lục nghi, không nghiêm chỉnh học đạo, thì có thể quý vị sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Xuất gia là vì muốn tu hạnh thanh tịnh. Nếu sau khi xuất gia rồi lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế đãi đần, thù tạc, thì làm sao gọi là người xuất gia? Quý vị chớ nên quá chấp trước, gồng gánh các thứ lôi thôi trên người mãi. Sao gọi là lôi thôi? Tức là những thứ thói hư tật xấu. Nếu quý vị có những thứ lôi thôi lộn nhộn đó thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy, và chẳng thể nào tới bờ bên kia đặng. Người tu đạo chân thật thì đi tới đâu
cũng chẳng nên có vọng tưởng mong người ta cúng thức ăn ngon, có chỗ ở tốt, vì đó là hạt giống đọa lạc. Tới đâu hễ có đồ bình thường là đủ, cho nên tham cầu hưởng thụ, cho nên có thái độ vui vẻ khi người đối xử tốt với mình, và tỏ vẻ không vui khi người ta đối với mình không tốt. Hễ ai không nổi nóng tức giận thì người ấy sẽ tương ưng với đạo lý Phật dạy và sẽ rất thuận lợi trên đường tu hành thành Phật. Con người mình ai cũng bỏ gốc theo ngọn, đem việc tu hành sắp tại hàng nhì, còn việc kiếm tiền thì nâng lên hạng nhất, mà quên mất đạo lý căn bản làm người. Chỉ dụng công nơi cái ngọn. Chúng ta nên biết, nếu lo làm ăn kiếm tiền thì chỉ duy trì sinh hoạt cuộc sống, còn học tập Phật Pháp mới nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, tăng trưởng trí tuệ của mình. Cho nên mình nên chọn một bộ kinh thích hợp với mình nhất để học hỏi. Cho nên ngày ngày chỉ chuyên tâm lo chuyện kiếm tiền, học trì chú. Trước hết cần phải có tâm ngay thẳng, lòng chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng thì học chú gì mình cũng biến thành tà. Học trì chú với tâm ngay thẳng tức là mới được cảm ứng trong tự tánh quang minh của mình, chẳng hề có chút tham lam, mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó khi mình nổi lòng tham lam thì cũng như nơi mặt gương mà bị phủ lên một lớp bụi. Vì vậy chúng ta, những người dụng công tu hành, phải luôn ghi nhớ: chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham tiện nghi dễ chịu. Nếu trong tâm người ta có quỷ thì người mới sợ quỷ. Nếu trong tâm người ta không có quỷ thì quỷ sẽ sợ người. Bây giờ mình đắc được thân người, nếu không mượn nó để tu hành thì mình còn chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu thì đã quá muộn rồi. Quý vị chẳng nên tìm cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải đi tìm pháp môn cao thâm gì. Khi quý vị nghe đọc tới câu vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp thì quý vị nghĩ phải đi tìm pháp môn vi diệu thẩm thâm vô thượng. Chữ thật thì pháp cao sâu vô thượng cách quý vị quá xa, mà bước đầu tiên quý vị chưa bước gì cả. Vì sao mình phải bỏ cái gần chạy theo cái xa xôi? Vì sao bỏ gốc theo ngọn? Tại sao mình không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân, chỗ mình sinh hoạt hàng ngày? Vì sao cứ chạy theo truy tìm thứ quá xa xăm dịu vời?